Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là sáng ngày 15 tháng 12 2021. Hôm nay các bạn cùng với mình đi giao một bộ cây học tập cho em đó. Cái học tập này thì mình build xong đêm hôm qua. Con này thì mình chạy H81 Hàn Quốc, H81S2PV bạn nhé. Và lắp cho em nó, chú nó thích lắp coi 5 cho em nó, thì mình đã lắp coi 5 4 5 90, làm 4 GB thôi. Thích chú thích nhanh thì lắp thế thôi. Cái full ứng dụng học tập rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ xin phép tắt máy. Đóng thùng vào đây tất cả phụ kiện đi kèm này gồm là loa 2.0, loa vỏ gỗ này. Chuột Fuhrmann L102 chính hãng. Bàn phím L41 chính hãng. Webcam full HD 1080. Full HD 1080 nhá, kèm mic luôn các bạn ạ. Đó. Giờ mình sẽ gói hàng và sẽ giao cho em nó. Bây giờ là gần 9 giờ sáng rồi, vừa mới ăn sáng xong. Dậy từ 7 rưỡi không biết làm cái gì mà lâu thế nên bây giờ vẫn chưa xong. Thùng cây được. À, nặng nót này, lấy nót chuột này. Em bây giờ em đi vào trong em bị em giải cái máy tính rồi, xong thì em qua em xem cho. Vâng. Cái này đi để ví dụ bạn học của các cháu để quét bàn học cho dây xuống các bạn nhé. Mình làm cho khách là làm đẹp luôn ý, nên mình quét bàn luôn, mang con này đi để quét. Hai cặp. Xem sao lại đây, không thấy mạng này. Xem còn bao nhiêu mét đây. 26. Đủ thoải mái. À, rồi bây giờ mình sẽ cho ra. Không cần, con này này. Thì cũng thế thôi, tại cứ ì ì thế thôi mà. À tất nhiên, nó làm với con thì nó cứ ì chứ. Bây giờ mà cho nó đi làm thuê, bây giờ nó làm thuê là nó dạy ngay. Nó phải dạy. Chắc là đủ rồi. Đã biết có quên cái gì không? Kiểm tra lại xem là đúng rồi. Nó gọi là trụ sở chính mà, cái nơi gọi là xuất phát, khởi điểm, khởi nghiệp bao giờ cũng để lại rất là nhiều kỷ niệm. Và cũng làm cái lên làm lên tên tuổi của mình. Nên dù có mở cơ sở 2 hay 3 đi chăng nữa thì cơ sở 1 nó vẫn luôn luôn là cái điểm tựa vững chắc nhất cho mình các bạn ạ.
giao cây này ở Yên Mỹ Hưng Yên, cách chỗ mình khoảng chục cây, toàn đi đường làng và đường ruộng. Mọi lần bọn mình đi là thay các bạn nữ ngồi bên này đi giả cùng, nhưng mà hôm nay bạn ấy còn chưa ngủ dậy nên đi luôn các bạn ạ. Còn lại khoảng vài cái số nữa thì thôi, xin phép anh em là kết thúc video đây nhá, để cho anh em nào lúc nào đi thì gần tới nơi mình lại quay cho anh em xem nhé. A few moments later. Rồi đến nhà khách, nhà khách hàng ở chỗ kia kìa, nhưng mà đường đấy nó nhỏ, mình không muốn để ô tô ở đấy, dân người ta không đi được, để nó phải có ý. Chắc là để đây rồi. Em cầm con này lên trên phòng đấy. Trong hai bàn này lắp bàn hồng với bàn này lắp bàn hồng quá. Ừ để anh. Bên này thì không cần nữa, quan trọng. Để ý để anh có được tự giác. Em tí em tìm mọi em một cái mạng cho anh.
Ok, con lắp xong máy tính cho em đó rồi. Con xin phép con về đấy ạ. Chú chuyển khoản cho con rồi ạ. Vâng, con chào bác, con về. Cháu ạ? Cháu ở Mỹ Hào ạ. Vâng. Vâng ạ. A few moments later. Về đến góc công nghệ rồi các bạn ạ, lùi xe vào chuồng rồi cất đi.
Đây. Đi ra máy ở nhà khách ạ. Auto mang đến để cây trà sữa đây này, các bạn này. Đây. Các bạn đây, cả ổ cứng này. Các bạn thấy bên mình uy tín chưa? Quá uy tín đúng không? Cứ đi thôi là khách sẽ đến để ở đây. Thôi, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này của mình. Đấy, hôm nay đã cho anh em đi xem quá trình lắp đặt một cây học tập thôi. Đây là chỉ lắp đặt một cây học tập rất là bình thường thôi. Còn thời gian tới mình triển khai những dàn gaming xịn sò thì sẽ quay video tiếp cho anh em xem nhé. Cây học tập thì nó nhiều phụ kiện hơn cây gaming nhưng mà nó xấu á, nó không đẹp đấy. Thì là hôm nay là cơ bản là setup như thế. Rồi anh em nào có nhu cầu lên cây ủng hộ cho bên mình nhá. Bây giờ cũng trưa rồi, mình xin phép kết thúc video ở đây. Để ăn cơm đã, hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye bye.